Hello, xin chào các bạn nha. Trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chuyển hình ảnh sang file PDF trên điện thoại nha. Và đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chuyển hình ảnh sang file PDF trên điện thoại Android nha. Đầu tiên các bạn sẽ kích chuột vào bộ sưu tập. Ok, sẽ hiển thị ra file thư mục hình ảnh trong bộ sưu tập này của bạn. Các bạn sẽ chọn vào hình mà các bạn muốn chuyển sang file PDF nha. Ok, mình sẽ chọn hình này. Tiếp theo các bạn sẽ tích chọn vào biểu tượng chia sẻ dưới bên này nha. Và các bạn sẽ chọn vào biểu tượng chuyển đổi sang file PDF. Ok, sẽ hiển thị ra cho các bạn là mục đặt tên file và kèm theo đuôi. Các bạn sẽ đặt tên file và kèm theo đuôi là PDF nha. Và nhấn xuất file PDF. Ok, sau khi file hình đã xuất sang PDF thì nó sẽ hiển thị như thế này nha. Tiếp theo mình sẽ đến với các bước chuyển hình ảnh sang file PDF trên điện thoại iPhone. Đầu tiên là trên màn hình điện thoại iPhone thì bạn sẽ truy cập vào app ảnh. Bước 2, bạn sẽ truy cập đến hình ảnh muốn chuyển đổi sang file PDF. Tiếp theo, bạn sẽ chọn vào biểu tượng share ở dưới góc màn hình này nha. Chọn vào tính năng in. Tiếp theo, bạn sẽ thiết lập chọn máy in kèm với số lượng file in và chọn vào in ở phía góc trên bên phải nha. Hiển thị ra cho các bạn các ứng dụng mà bạn muốn chia sẻ như Zalo, Gmail, Google Drive hoặc trên điện thoại iPhone, bạn sẽ chọn một trong các ứng dụng này để chia sẻ nha. Tiếp theo bạn sẽ chọn đối tượng muốn chia sẻ và nhấn gửi file. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong cho bạn cách chuyển đổi hình ảnh sang file PDF. Hy vọng video này sẽ giúp ích cho bạn. Nếu thấy hay đừng quên đăng ký kênh và like video để nhận nhiều video hay tiếp theo nhé. Xin chào các bạn.